Chào mừng tất cả mọi người đã đến với lại kênh YouTube của Nhân Vlog 1989 nha. Cá của bạn ở nhà hiện tại bây giờ đang nằm đái, gặp một vài cái vấn đề giống như là ngứa mình, đỏ mình, ký sinh trùng, hoặc là hệ thống lọc của bạn ở nhà mình xử lý nước chưa được tốt. Và hiện tại bây giờ anh chị em cô chú mình đang cần một cái người hỗ trợ tư vấn, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí nha. Thì khi mà mọi người xem được video này, anh chị em cô chú mình thấy cái số Zalo trên màn hình á, thì mọi người cứ nhắn Zalo cho Nhân nha. Mình là chủ kênh, mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành với lại mọi người. Nói chung là những cái kiến thức, những cái gì mình biết được, được một số anh chị em đi chơi trước người ta chia sẻ, thì mình nói chung là chia sẻ lại cho mọi người. Mong muốn rằng một ngày gần nhất hồ của anh chị em cô chú mình đi vào ổn định thì thôi nha. Bên cạnh đó thì mình có hỗ trợ tư vấn làm lọc chế nè, cũng như là đi cái đường ống hồ mới xây luôn. Thì mọi người có cái nhu cầu thì cũng cứ liên hệ với lại Nhân nha. Đặc biệt là mỗi ngày mình chia sẻ một cái mẫu hồ mới, một cái cách làm lọc mới lên kênh để cùng với lại mọi người tham khảo. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ ở nhà mình có hồ hoặc là hệ thống lọc chế, mình cảm nhận được rằng xử lý nước tương đối tốt, cá khỏe, dạng người, bây giờ mọi người muốn chia sẻ Zalo thì anh chị em cô chú cũng cứ liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ cá coi mới, một cái cách làm lọc mới để cùng với lại mọi người tham khảo nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình đã được sự đồng ý của em Lộc ở tỉnh Đồng Nai nha. Thì mình giới thiệu với lại anh em mẫu hồ tầm cỡ khoảng 4 khối hồ của em Lộc. Để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình có không gian rộng á, mình muốn làm những cái mẫu tầm cỡ khoảng 3 đến 4 khối, thì mọi người có thể là tham khảo từ cái thông số nè, cũng như là cái cách lựa chọn bơm hồ của em Lộc nha. Bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông tin về hồ của em Lộc, sau đó mình sẽ quay lại ngay chỗ phần hệ thống lọc á, để cho mọi người xem coi là trong những cái lọc đó thì Lộc sử dụng những cái vật liệu gì, mình sắp xếp ra sao, cũng như là lựa chọn cái bơm bao nhiêu cho cái hồ tầm cỡ khoảng 4 khối nha. Thì hồ này của mình ở đây chiều dài là 3m nha mọi người. Chiều ngang của mình là 2m và mực nước trong hồ Lộc đang để là gần 70. Như vậy là mình tính ra hồ này của Lộc tầm cỡ khoảng là 4 khối nha. Trong hồ thì hiện tại bây giờ Lộc đang làm là một hút đáy 90 và hai hút mặt 60. Ba cái đường ống này mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa qua hệ thống lọc của mình để mà xử lý. Thì ngày hôm nay Lộc nhờ mình chia sẻ hồ lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu cái hệ thống lọc để cho mọi người tham khảo. Bên cạnh đó thì Lộc cũng muốn nhận được những cái ý kiến đóng góp xây dựng của anh em, giống như là ngay chỗ đường đi hút đáy hút mặt nè, rồi ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, mình sắp nó đúng chưa, có cái điểm nào bổ sung thì mọi người để lại cái phần comment bên dưới, để trong cái thời gian sắp tới thì em Lộc sẽ hoàn thiện hệ thống lọc hồ của mình hơn. Ở đây thì anh sẽ góp ý cho Lộc ngay chỗ hút đáy với lại hút mặt, sau đó anh sẽ quay lại ngay chỗ phần lọc á, để cho mọi người tham khảo luôn. Thì hiện tại bây giờ trong hồ của em là một hút đáy 90 và hai hút mặt 60. Theo anh á Lộc, tại vì cái phân của mình á, phân chìm nó sẽ nhiều, còn cái phân ở cái bề mặt của mình thì rất là ít nha. Nó chiếm tầm cỡ khoảng 5-10% thôi, chủ yếu là mình hút cái bọt với lại phân nổi. Thì bây giờ em nên giữ lại một cái hút mặt thôi. Theo anh là em giữ lại cái ngay chỗ gần thác á, tại vì ngay chỗ cái thác đổ về nó sẽ mang theo cái bọt rất là nhiều. Nếu mà không cái hút mặt nó hút vào á, cái bề mặt nước của mình nhìn bọt rất là nhiều, nhìn rất là mắt thẩm mỹ, và nhiều khi mình nhìn không thấy cá nha. Bây giờ em giữ lại cái hút mặt ngay chỗ vị trí thác. Còn cái hút mặt còn lại bên phía bên đây á, tại vì nó xa quá rồi, cái bọt của mình rất là lâu mới tới, thì nó sẽ không có tác dụng cho cái việc mình hút mặt đâu. Em lấy cái hút mặt 60 này, em chế nó thành hút lửng với lại hút đáy luôn. Như vậy là trong hồ của em sẽ được hai hút đáy, một hút lửng và một hút mặt. Thì đó là cái anh góp ý cho em ngay chỗ cái phần điều chỉnh lại hút đáy hút mặt cho nó hợp lý. Thì em xem coi là mình điều chỉnh được hay không, để giúp cho cái hệ thống lọc của mình nó hoạt động một cách hiệu quả. Và khi mà em điều chỉnh ngay chỗ cái phần hút mặt của mình á, thành hút lẫn với lại hút đáy, thì anh tin chắc rằng cái phân trong hồ của mình nó sẽ được hút ở nhiều vị trí, đưa qua hệ thống lọc của mình xử lý một cách tốt nhất nha. Bây giờ ngay chỗ phần hệ thống lọc hồ của em Lộc ở đây thì mình sắp xếp như thế nào, vận hành ra sao, mời anh chị em cô chú cùng như là mình xem hết video nha. Để bây giờ mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ phần lọc của em Lộc á, để cho mọi người xem coi là trong những cái lọc đó thì Lộc sắp xếp như thế nào nha. Hai hút mặt của mình là 60 nè, một hút đáy 90, sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh qua bên hệ thống lọc của mình, nối vào trong ngay chỗ ngăn đầu tiên là ngăn lắng á. Ở đây thì Lộc xài là full chổi nha. Anh em có thể là thay thế lưới lan cũng được nha, mọi người cố gắng sắp cho nó dày. Ngay chỗ cái phần ống thông á, thì Lộc có để một tấm di mát. Cái nhiệm vụ của tấm di mát này để nó giữ lại những cái cặn nếu mà nó lọt qua kẽ của cây chổi nha. Thông lọc thì Lộc làm là 5 ống 90. Mọi người cố gắng làm cái đường ống thông lọc nó to một tí xíu nha, tại vì bơm chắc chắn là anh em phải xài trên 20.000 rồi. Nhiều khi mình làm 3 ống 60 hoặc là 4 ống 60 á, nó dẫn đến cái tình trạng là nước chảy xiết, không có đủ cái thời gian nó lắng lại.
Đó là cái nguyên nhân mà rất là nhiều cái ngăn lọc của anh em sau tầm cỡ khoảng thời gian 1 tháng cực kỳ dơ nha. Cho nên là trước ngay chỗ ống thông á, thì lọc có để một tấm xi mát để cái nhiệm vụ của nó sẽ giảm cái lực nước lại nha. Tại vì từ ngay chỗ hậu chánh nè, hút đáy hút mặt của mình sẽ nối qua. Nếu như mình không để tấm xi mát này, cái chổi của mình nhiều khi thưa đó, nó sẽ dẫn đến là những cái cặn nó lại được ngay chỗ ống thông. Nên là mọi người cố gắng mình xem xét, mình nghiên cứu xem coi là trong những ngăn lọc của mình á, cái lực nước nó như thế nào để mình biết mình sắp xếp cho nó hiệu quả nha. Thì từ ngay chỗ ngăn lắng này của mình sẽ thông qua ngăn thứ hai bằng 5 đường ống 90 nha. Thì giống như hồi nãy mình nói rồi, cố gắng anh em làm cái đường ống nó to một tí xíu để cho nước ngay chỗ ngăn lắng này của mình nè, cái lực hút thì mạnh nhưng mà nó sẽ không bị tình trạng là động nhiều nha, tại do cái đường ống thông của mình lớn. Còn nếu như mà ngay chỗ ngăn lọc này của mình á, thông lọc mà anh em làm 3 ống 60 đây, mình đảm bảo nha, nước ngay chỗ cái phần ngăn lắng này của mình á, nó sẽ không có cái hiện tượng mà tĩnh được như vậy đâu anh em. Nó chảy xiết mà nói chung nhìn là anh em sẽ biết được là cái cặn nó sẽ lọt kẽ liền. Sau đó là nước của mình sẽ lại ngay chỗ ngăn bơm. Bơm ở đây thì mình xài 2 bơm nha. Một bơm 20.000 và một bơm 10.000. Tổng bơm của mình là 30.000. Mình cho về hồ làm luôn cũng như là đưa lên thác để mà tạo cái cảnh quan cũng như là oxy cho hồ của mình luôn. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ của em Lộc nha mọi người. Sau khi mà xem qua hệ thống lọc hồ của Lộc á, không biết là mọi người có cái nhận xét như thế nào, nhưng mà đối với lại cá nhân riêng của mình nha, hồ của Lộc ở đây hoạt động được 2 tháng hơn, nước trong cá khỏe, thì chứng tỏ rằng cái cách làm lọc của mình nó cũng hiệu quả. Nhưng mà nếu như có một cái vấn đề để mà góp ý cho lọc ngay chỗ cái phần lọc á, mình sẽ góp ý ngay chỗ cái phần sắp xếp nha. Ngay chỗ ngăn lắng, nếu mà mọi người để ý một tí xíu á, là nước từ ngay chỗ hồ chánh khi mà nó qua cái chổi ở đây thì lọc sắp nó thấp hơn cái mực nước nhà lọc, có nghĩa là nước của em nó cao hơn chổi, thì theo anh em sẽ cho cái chổi của mình á, nó cao hơn mực nước tầm cỡ khoảng 30 cm nha. Tất cả những cái vật liệu lọc của mình đều phải cao hơn mực nước tầm cỡ khoảng 30 cm. Như vậy nó mới có hiệu quả được, nó mới giữ phân giữ cặn lại được. Còn khi mà em để cái chổi của mình nó thấp hơn cái mực nước như vậy á, nước của mình khi mà nó có cái lực đẩy á, cái cặn nó dễ lại ngay chỗ ống thông lắm. Đó thì ngay chỗ cái phần ngăn lắng chổi á, chỉ cần em cho cái chổi của mình á, nó nhích lên cao một tí xíu thôi, nó cao hơn mực nước tầm cỡ khoảng 3 cm đến 5 cm là ok rồi. Còn tất cả các cái còn lại giống như là ngăn xi mát, ngăn bơm, rồi lựa chọn bơm cho hồ của mình, tổng bơm là 30 khối cho cái hồ tầm cỡ khoảng 4 khối thì theo anh nghĩ rất là hợp lý thôi. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại em Lộc đã giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 4 khối, hệ thống lọc 3 ngăn, xử lý nước rất là tốt, và một vài lưu ý ngay chỗ sắp xếp vật liệu lọc chỗ ngăn lắng để giúp cho cái hiệu quả trong cái vấn đề xử lý nước tốt hơn. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có diện tích rộng hoặc là không gian nó lớn á, mình muốn làm những cái mẫu tầm cỡ khoảng 3 đến 4 khối, mình chưa biết làm lọc như thế nào cũng như là cái mô hình hồ, thì thông qua video này anh chị em cô chú có thể là tham khảo từ cái mẫu hồ nè đến cái cách làm lọc hồ của em Lộc luôn nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Lộc, anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung, anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc của mình làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công thật là nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là em Lộc chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nha. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay.
time, what